gian trôi qua cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa. Có lẽ đôi ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau, thì tim anh sẽ không vì ai phải đơn đau. Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em anh thường đi rất nhanh. Phố quen khi xưa giờ đây mình anh, chẳng còn bóng em, chẳng còn một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì, người cũng đã ra đi, níu kéo làm gì. Cảm ơn tất cả những tràng pháo tay quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đó chính là Nguyễn Hoàng và Rời. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn. Hoàng là dấu đòn. Sáng nay tập nhảy vẫn còn ấy lắm, nhưng mà tối nay em nhảy rất tốt. Phải nói là thế. Ở đây có hai biên đạo ở đây, các anh ấy cũng rất là hay gật gù. Gật gù, không biết là trong lòng anh ấy nghĩ gì, nhưng mà chỉ thấy hai anh này cứ gật gù. Tốt nhất là mình hỏi anh ấy luôn đi anh. Vâng, đấy. Chúng tôi xin mời... vâng, biên đạo Lâm Minh Hải ạ, xin mời anh. Anh đánh giá như thế nào về cái phần vũ đoàn vừa rồi ạ, phần múa yểm trợ của Vũ Đoàn vừa rồi, và đặc biệt là phần nhảy của Nguyễn Hoàng? Thì nếu mà nói chung về tiết mục này nhá, thì mình không nói tới Vũ Đoàn, mình chỉ nói về Nguyễn Hoàng thôi. Thì trong cái phần trình diễn vừa rồi thì mọi người có thể thấy là Nguyễn Hoàng cũng nhảy vừa hát là một điều khó. Ok, thì Hải thấy cái điều đó rất khá hay, nhưng mà Hải muốn nhiều cái đoạn mà giao lưu giữa Hoàng với Vũ Đoàn nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì nãy giờ đa phần thấy là chỉ có một đoạn giao lưu ngắn thôi thì nó không đủ lắm. Dạ, yeah, hãy cảm giác như vậy. Anh thì anh nghĩ là em phải giao lưu với khán giả nhiều hơn nữa. Cái phần hát ấy, thì vừa nhảy và vừa hát thì rất là mệt và sẽ rất là mất sức. Nhưng mà phải nói là em có một cái giọng bẩm sinh, một cái cột hơi bẩm sinh rất là chắc, vững chắc. Tuy nhiên là anh chỉ nghĩ rằng là có một chút gì đấy anh cảm thấy cái áo ở trong của em hơi hở. Vâng, tôi thấy anh quá tài luôn ạ. Anh có nhìn được áo ở trong nữa. Vâng. Rồi, cảm ơn. Vâng.
Xin được cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa xin được chúc mừng Nguyễn Hoàng đã hoàn thành phần dự thi của mình.